Kính chào các đồng chí và các bạn. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi chương mục truyền hình quốc phòng toàn dân của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát trên sóng đài phát thanh truyền hình Quảng Nam. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung đáng chú ý sau. Hội nghị sơ kết công tác phối hoạt động giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với các tổ chức chính trị xã hội tỉnh năm 2021. Phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề 70 ngày đêm xung kích sáng tạo quyết thắng. Phần cuối chương trình là phóng sự Thanh niên Thăng Bình sẵn sàng nhập ngũ. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Cuối tuần qua, Ban chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với các tổ chức chính trị xã hội tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2021 và triển khai chương trình phối hợp hoạt động năm 2022. Đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến dự. Đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Năm 2021, mặc dù chịu nhiều tác động do dịch bệnh COVID-19, nhưng Ban chỉ đạo phối hợp hoạt động của tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, đạt được nhiều kết quả. Nổi bật là thường xuyên phối hợp tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên nâng cao ý thức trách nhiệm tham gia xây dựng bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tự giác tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ dân quân tự vệ. Tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt 99,94%. Phối hợp thăm hỏi động viên 21 chốt kiểm soát dịch bệnh tại các huyện biên giới giáp với nước bạn Lào. Triển khai thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chung tay vì người nghèo, có hiệu quả. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, vận động các nguồn hỗ trợ, tổ chức thăm tặng quà cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, kinh phí hơn 3,4 tỷ đồng. Tặng một sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng cho 3 cháu mồ côi tại huyện Nam Trà My. Tham gia giúp đỡ 18 hộ nghèo, làm 1,5 km đường giao thông, 2 công trình nước sạch, v.v. Qua đó phát huy được vai trò nòng cốt tham gia xây dựng các tiềm lực chính trị tinh thần, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ quốc phòng an ninh, phòng chống thiên tai dịch bệnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Hội nghị thảo luận nêu bật những cách làm hay sáng tạo trong công tác phối hợp và đề ra nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Chiều ngày 6 tháng 12, Đảng ủy Quân sự huyện Quế Sơn tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Đại tá Nguyễn Hữu Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến dự. Năm 2021, cũng như nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Huyện ủy, Ủy ban dân huyện, sự phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể trong huyện, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quế Sơn đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của các cấp, chủ động tham mưu hoàn thành khá tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, trong đó nổi bật là đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong và ngoài quân đội, chú trọng xây dựng Đảng bộ quân sự huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức, 100% cán bộ đảng viên giữ vững lập trường tư tưởng, chấp hành nghiêm nghị quyết, chỉ thị của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Phối hợp làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, đã cách ly tập trung 4 đợt với hơn 2.600 công dân, 120 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia phục vụ. Công tác chính sách hậu phương quân đội và dân vận thường xuyên được chú trọng. Hội nghị thảo luận thẳng thắn chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, đồng thời đề ra nhiều chủ trương biện pháp để xây dựng Đảng ủy Quân sự huyện trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng của sự địa phương trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Tiếp đó, vào chiều ngày 7 tháng 12, Đại tá Nguyễn Hữu Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến dự hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị năm 2022 của Đảng ủy Phòng Chính trị. Năm 2021, Đảng ủy Phòng Chính trị đã thống nhất tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành khá tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị. Trong đó đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức học tập quán triệt nghiêm nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2021-2025.
sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động Ban chỉ đạo 35, lực lượng 47 các cấp. Đến nay đã kết nạp 30 đảng viên mới trong lực lượng thường trực. Công tác xây dựng đảng trong lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên được quan tâm chú trọng. Tham mưu tổ chức thăm và tặng hơn 2.800 xuất quà cho đồng bào nghèo, gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, triển khai xây dựng 23 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, khảo sát quy tập 42 hải cốt vào nghĩa trang. Hội nghị thảo luận nêu bật những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra hạn chế, khuyết điểm và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Chương trình được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh vừa tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề 70 ngày đêm xung kích sáng tạo quyết thắng, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống thanh niên quân đội, ngày 8 tháng 2 năm 1952, ngày 8 tháng 2 năm 2022. Diễn ra từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 đến ngày 8 tháng 2 năm 2022, đợt thi đua tập trung vào một số nội dung chỉ tiêu cụ thể. 100% tổ chức đoàn các cấp làm tốt công tác tuyên truyền về lịch sử, truyền thống, những tấm gương cán bộ, đoàn viên thanh niên tiêu biểu qua các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị, lý tưởng cao đẹp, phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, sẵn sàng chiến đấu cao, học tập, công tác tốt, tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội và các quy định của đơn vị, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt, nhất là trong phòng chống dịch COVID-19. Triển khai tổ chức tốt hoạt động xuân đoàn kết, Tết thắm tình quân dân và công tác an sinh xã hội địa bàn đơn vị đóng quân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. 100% tổ chức đoàn đăng ký đảm nhận ít nhất một công trình phần việc thanh niên hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm của cơ quan đơn vị. Dịp này, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã trao một giải A, hai giải B và một giải C, bốn giải khuyến khích cho các cá nhân đạt thành tích cao tại cuộc thi tìm hiểu Võ Nguyên Giáp, Đại tướng của Nhân dân. Thưa các đồng chí và các bạn, năm 2022, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ của huyện Thăng Bình đã và đang được triển khai thực hiện một cách đồng bộ, chặt chẽ. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhưng Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã chủ động đề ra nhiều biện pháp, giải pháp hiệu quả để vừa đảm bảo được số lượng, chất lượng thanh niên nhập ngũ, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch. Phản ánh đôi nét kết quả khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2022 cho thanh niên trong diện nhập ngũ tại huyện Thăng Bình. Phóng viên chuyên mục có phóng sự sau. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi. Trước khi vào khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, thanh niên trong diện gọi nhập ngũ của huyện Thăng Bình đều được test nhanh COVID-19 và tuân thủ nghiêm ngặt quy định 5K của Bộ Y tế như khử khuẩn, giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, khai báo y tế. Cũng như nhiều thanh niên khác của huyện Thăng Bình, thanh niên Nguyễn Văn Xanh ở tổ 10, thôn Việt Sơn, xã Bình Trị, khi nhận được lệnh gọi khám đã có mặt tại điểm khám đúng quy định. Vừa tốt nghiệp Đại học Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh năm 2021, Nguyễn Văn Xanh mong muốn được lên đường nhập ngũ để cống hiến sức mình cho sự nghiệp xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc. Là một người công dân thì em cảm thấy mình có trách nhiệm đối với Tổ quốc. Khi nhận được lệnh thì em đã chấp hành đúng cái thời gian quy định. Nếu trúng nghĩa vụ quân sự thì em sẽ sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Để nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2022, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Thăng Bình đã tập trung mọi nỗ lực, triển khai chặt chẽ các bước từ khâu xét duyệt thực lực, phát lệnh gọi khám, đến công tác khám tuyển sức khỏe cho thanh niên trong diện nhập ngũ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự cho mọi tầng lớp nhân dân để thanh niên hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của mình đối với Tổ quốc. Đồng thời, quá trình khám tuyển phải đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thì Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã rất là tích cực triển khai các công việc và đã chỉ đạo cụ thể một số các công việc như sau. Thứ nhất là việc mà rà soát thực lực ở ba cấp làm rất là chặt chẽ từ địa phương để đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai. Thứ hai là yêu cầu các địa phương phải thành lập lại cái hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã, cấp huyện. Vì trong năm 2021 là chúng ta đã tổ chức cái bầu cử hội đồng nhân dân các cấp. Thứ ba là thành lập cái hội đồng khóm nghĩa vụ cũng như đoàn khóm. Thì rút kinh nghiệm những năm trước có một số tồn tại
thì chúng tôi năm nay đã kiện toàn lại cái hội đồng và những cái chuyên môn, những cái chuyên khoa mà trung tâm y tế huyện còn thiếu thì chúng tôi đã liên hệ với các bệnh viện chuyên khoa của tỉnh để nhờ hỗ trợ. Trong năm nay thì chúng tôi đã liên hệ với bệnh viện mắt của tỉnh Quảng Nam để hỗ trợ cho chúng tôi các cán bộ, các bác sĩ chuyên khoa mắt để tham gia đoàn khám của huyện. Nhờ vậy là trong quá trình khám vừa qua thì cái chất lượng khám nó là tốt hơn. Tính đến ngày 8 tháng 12 năm 2021, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Thăng Bình đã hoàn thành khám tuyển sức khỏe cho thanh niên của 22 trên 22 xã thị trấn. Toàn huyện có 1.151 trên 1.160 thanh niên lên trạm khám, đạt trên 99%. Có 361 thanh niên đạt sức khỏe, trong đó có 107 thanh niên đạt sức khỏe loại 1, loại 2. Tuổi đời từ 18 đến 22 tuổi là 302 thanh niên. Quá trình khám đảm bảo tính công bằng, khách quan, trung thực, tuyển người nào, chắc người đó. Chúng tôi cũng chuẩn bị rất là tích cực, có nhiều các phương án để đấu phó với dịch bệnh, nhưng vẫn đảm bảo được cái công tác khám tuyển đạt chất lượng, đủ quân số. Chúng tôi thành lập đoàn khám gồm có 25 cán bộ, vừa là y tế, vừa là quân sự, phối hợp với nhau, đồng bộ để thực hiện công tác khám tuyển tốt hơn. Về phía đoàn khám y tế thì chúng tôi thành lập đầy đủ các chuyên khoa như theo các thông tư 16 của Bộ Y tế ban hành về khám tuyển y dược quân sự để kịp thời phát hiện và khám tuyển một cách chính xác trong vấn đề lựa chọn thanh niên lên đường nhập ngũ. Được biết, năm 2022, huyện Thăng Bình được giao chỉ tiêu tuyển quân là 285 thanh niên. Sau khi hoàn thành công tác khám tuyển sức khỏe, Ban Chỉ huy quân sự huyện sẽ tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đề ra các biện pháp để quản lý chặt chẽ thanh niên đủ điều kiện lên đường nhập ngũ. Ban Chỉ huy quân sự huyện cũng đã cho tiến hành chỉ đạo cho các ban chỉ huy xã là tiến hành làm cam kết đối với thanh niên trúng tuyển trong điều kiện dịch Covid-19, thực hiện tốt các cái khẩu hiệu 5K và các cái thông điệp trong cái việc phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay. Và đặc biệt là số thanh niên sau khi trúng tuyển thì có nhu cầu đi làm ăn tại các cái địa phương khác thì cũng đã tiến hành cam kết là phải về địa phương trước 30 ngày để tiến hành là cách ly, sau đó rồi tiến hành thực hiện nghĩa vụ. Thì Ban Chỉ huy sự huyện cũng đã tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện sẽ phối hợp với Trung tâm Y tế sẽ tiến hành rà soát toàn bộ lực lượng thanh niên trúng tuyển đã tiêm vaccine Covid-19 mũi 1 hoặc mũi 2 để tiến hành là thực hiện đồng bộ sẽ tiến hành tiêm vaccine Covid-19 cho toàn bộ lực lượng thanh niên trúng tuyển, đảm bảo đủ 2 mũi trước khi nhập ngũ. Những kết quả đạt được trong công tác khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự sẽ là tiền đề quan trọng để huyện Thăng Bình hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2022, đảm bảo số lượng và chất lượng khi giao quân. Phóng sự vừa rồi đã khép lại chuyên mục truyền hình quốc phòng toàn dân tuần này. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.